55. Quỷ ma tùy hỷ. Vào ngày rằm tháng 7 năm 1954, ngày chư Phật hoan hỷ, Ngài tổ chức đại lễ Vu Lan trong 3 ngày 13, 14 và 15 tại chùa Từ Hưng và đã có nhiều tu sĩ cùng tín chúng tham gia đông đảo. Khi pháp hội Vu Lan sắp hoàn mãn thì có khoảng hơn 30 người như tỳ kheo Hằng Việt, nữ cư sĩ Quả Căn, Quả Toàn v.v. thỉnh cầu Ngài truyền giới cho người quá vãng, tức giới u minh, nguyện cầu cho tổ tiên, thân bằng quyến thuộc của họ được thoát khỏi khổ trầm luân trong đường địa ngục ngạ quỷ. Ngài đáp ứng lời khẩn cầu của họ và lập bàn thờ tại nhà khách vào lúc 9 giờ rưỡi tối đó. Sau khi cung thỉnh chư hiền thánh, Ngài lên tòa ngồi, đột nhiên từ bốn phía giới tràng lại vang lên những tiếng người nhao nháo. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, mọi người biết rõ đó chính là tiếng của những vong linh quá cố tùy hỷ kéo đến thọ giới. Lúc đó, Pháp sư Hằng Việt đang nâng cao bài vị phụ thân quỳ trước giới đàn cũng đã thấy cha mình hiện rõ trước mặt. Trong khi đó, hai cư sĩ Đàm Quả Chánh và Văn Quả Thù lên lầu về phòng nghỉ sớm, định sáng mai sẽ xuống núi để kịp đáp chuyến tàu 7 giờ về Khương Cảng. Hai người vừa mới đóng cửa phòng định lên giường nghỉ. Họ bỗng nghe có nhiều tiếng người lao xao cùng những bước chân chạy tán loạn bên ngoài hành lang. Thoạt đầu họ nghĩ rằng chắc có một đoàn người vừa mới đến chùa và đang đi lên cầu thang để nghỉ qua đêm, nên hai cô hé cửa xem thử những ai đã đến. Nhưng chỉ thấy hành lang hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Hết sức vân vân, họ đóng cửa lại thì tiếng ồn ào lại vang lên như trước. Lúc bấy giờ họ chợt nghĩ ra, không lẽ đó là tiếng của ma quỷ đang đi. Nghĩ đến đây, cả hai đều sợ phát run. Cùng lúc ấy, đệ tử Ngài là Pháp sư Hằng Định đang một mình tĩnh tu trong một tịnh thất nhỏ cách chánh điện khoảng hơn 100 thước. Bên cạnh của thất này là con đường mòn thẳng xuống núi. Vì vậy, những người trước khi lên hoặc xuống núi đều phải đi ngang qua cửa am này. Khoảng 10 giờ rưỡi tối, thì nghe rõ có tiếng chân của một đoàn người đang đi xuống núi ở ngoài cửa am. Thầy lại nghe họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người phát tiếng cười to. Thầy thầm nghĩ, ồ, chắc có một nhóm Phật tử đã lên chùa dự lễ xong nên kéo nhau về nhà, vì lúc đó trăng rằm chiếu sáng lối đi. Sáng hôm sau, thầy Hằng Định và hai cô cư sĩ thuật lại những việc đã nghe thấy đêm trước cho đại chúng. Mọi người đều cảm thấy thật linh kỳ vì hai sự việc này đều có liên quan mật thiết với nhau.